Thưa các chị, dự kiến chuyển tiền từ 10 triệu đồng trở lên phải thực hiện văn trắc học nhận diện khuôn mặt đã bị chính những khách hàng của ngân hàng phản ứng rất dữ dội. Bởi lẽ nó đẩy sự khó khăn về phía khách hàng. Thay vì ngân hàng phải chuyên nghiệp hơn, bảo mật tốt hơn. Chúng tôi xin lấy dẫn chứng từ một nhà báo rất am hiểu về tín dụng và ngân hàng, đó là nhà báo Võ Đức Phúc, một ý kiến được cộng đồng mạng tán đồng rất nhiều. Ngân hàng nhà nước không thể đưa ra một quyết định tùy tiện như thế khi chưa tham khảo ý kiến người dân. Cụ thể là người dùng ngân hàng điện tử thông qua ứng dụng ngân hàng điện tử, lấy lý do thiếu thuyết phục rằng nhằm tăng cường đảm bảo an toàn cho người dân khi chuyển tiền, tránh bị bọn lừa đảo chiếm đoạt khi tự xưng là cơ quan này cơ quan nọ, làm người dân mất cảnh giác. Kể từ ngày 1 tháng 7, khi chuyển tiền online, mỗi giao dịch 10 triệu đồng phải xin trắc học bằng khuôn mặt, giọng nói, hoặc tổng số tiền giao dịch không ngày không quá 20 triệu đồng cũng phải xin trắc học. Đây là một sự phiền toái vô cùng lớn cho người dân. Mỗi lần xin trắc học bằng khuôn mặt, không phải lúc nào cũng được app chấp nhận. Khuôn mặt nổi mụn, cáu gắt gì mới bị chửi, hoặc thâm tím do bị bồ cấu xé, thật thì thật khó khăn khi chuyển tiền. Các quan ngân hàng nhà nước cứ thử xin trắc học một lần đi rồi biết. Cái mặt sờ sờ đó diện màn hình điện thoại mà nó cứ bắt đưa lên đưa xuống, đưa gần hơn với mắt, xong nó bảo mỉm cười đi. Nhiều lúc bực bội đang cáo mà bắt cứ nhe răng ra cười, thiệt tình là cười không nổi. Mà mỗi ngày mua hàng hoặc giao dịch gì tính bằng đơn vị trăm triệu, chưa đến nói tiền tỷ, thì người dân phải cười méo mồm. Có khi chưa hết phiền tối, dưới 10 triệu một lần giao dịch thì không cần xin trắc học. Thế mẹ hỏi xin hỏi ngân hàng nhà nước, chẳng lẽ dưới 10 triệu đồng không phải là tiền của người dân hay sao mà không cần xin trắc học khi chuyển tiền để đảm bảo an toàn cho họ? Chẳng lẽ người dân mất 10 triệu đồng thì không đáng bao nhiêu so với thùng tiền sốt của bà Trương Mỹ Lan hay sao mà giao dịch không cần xin trắc học? Một sự vô lý thấy rõ khi ra quyết định cảm tính về việc đảm bảo an toàn trong giao dịch liên quan tới tiền của người dân. Hơn nữa, việc đảm bảo an toàn cho người dùng là việc của mỗi ngân hàng. Nếu nào bảo mật tốt, an toàn, ít phiền tối thì người dân sẽ tự biết để lựa chọn gửi gắm tiền của mình. Đó không phải là việc của ngân hàng nhà nước. Khi ra một quyết định liên quan tới khách hàng của các ngân hàng, ngân hàng nhà nước nên quản lý để ít xảy ra nhiều trường hợp như đoạn Thịnh Phát liên quan tới ngân hàng SCB, hơn là can thiệp quá sâu một cách không cần thiết vào hoạt động của ngân hàng khác, các ngân hàng thương mại. Một lỗ hổng to tướng thì không bích chặt mà đi che đậy từng cái lỗ kim, mà việc này gây ra trì trệ rất lớn cho các ngân hàng và cho người dân trong giao dịch, như quay lại thời tiền sử chứ không phải là thời công nghệ 4.0. Ngân hàng nhà nước nên chỉ đạo các ngân hàng phải tăng cường tính bảo mật bằng các ứng dụng công nghệ có tính bảo mật cao và cảnh báo người dân hãy cảnh giác với các loại tội phạm, không nên quyết định công việc thay các ngân hàng. Đưa ra một sự phiền toái cho số đông trong các giao dịch hàng ngày, trên một số ít người theo dùng tỷ lệ rất ít bị lừa đảo, rồi bắt người dân đi làm theo, đó là một việc cảm tính. Ý kiến này của nhà báo Võ Đức Phúc đã được rất nhiều người đồng tình. Còn cội nguồn quyết định này là như thế nào, thưa các anh chị? Từ ngày 1 tháng 7, chuyển tiền trên 10 triệu đồng phải xác thực bằng khuôn mặt và vân tay. Đó là quyết định 2345 của ngân hàng nhà nước nhằm tăng cường đảm bảo cho người dân khi chuyển tiền. Một cái quyết định sảnh tiến lên, thưa các anh chị. Và ngân hàng nhà nước trả lời phỏng vấn báo Tuổi Trẻ thì nói rằng lý do để làm việc này là do nhiều người đã bị lừa đảo rồi chiếm đoạt số tiền. Thủ đoạn của bọn lừa đảo rất tinh vi, như tự xưng là cơ quan chức năng của công an, thanh tra giao thông, rồi đưa ra các tình huống khiến người dân mất cảnh giác, truy cập vào phần mềm và đường link có mã độc. Sau đó bọn chúng vào tài khoản, chiếm lấy tài khoản, chiếm quyền kiểm soát điện thoại để lấy sạch tiền trong tài khoản. Và khi báo Tuổi Trẻ hỏi giải pháp là gì thì ngân hàng trả lời, nhà nước trả lời, ngân hàng trả lời tỉnh bơ là quyết định 2345 chuyển từ 10 triệu đồng đi xin trắc học, tức là đẩy khó khăn về phía người dân mà không nâng cao tính bảo mật, tính chuyên nghiệp của ngân hàng. Nói chung ông ngân hàng nhà nước cũng trả lời rất dài dòng nhưng mà chẳng có nội dung gì cả. Nội dung cuối cùng là gì? Ông nói là bây giờ phát sinh ra quá nhiều lừa đảo, thành ra phải áp dụng như vậy. Thưa anh chị, có nghĩa là thời gian gần đây chúng ta thấy rằng có rất nhiều vụ lừa đảo, thủ đoạn lừa đảo thật ra rất đơn giản.
đánh vào tâm lý của người dùng, chứ không phải là công nghệ cao. Thưa các anh chị, và người dùng tự chuyển tiền, tự nguyện làm điều đó. Thí dụ như là bọn lừa đảo tự xưng là công an rồi cảnh sát giao thông, nói rằng người này vi phạm như thế này kia, hoặc tự xưng là ngân hàng đề nghị phải thay đổi mật mã rồi này kia, và cho họ một đường link bấm vào, mà chính chủ đã bấm vào và bị mà chiếm đoạt tiền. Như vậy nếu bắt buộc phải xin trắc học thì cũng y như vậy thôi, cũng bị lừa đảo thôi, không có gì khác hơn hết. Tức là có nguy cơ nhưng mà đưa ra một biện pháp giải quyết lại không nhằm giải quyết nguy cơ đó mà gây thêm phiền toái mà thôi. Đâu phải bọn lừa đảo sử dụng công nghệ cao để chiếm đoạt đâu, không phải, không có công nghệ gì cả, rất bình thường. Tức là tự xưng là này kia, là đưa chúng ta đường link, chúng ta nhấp vào và chúng ta tự nguyện đưa chuyển tiền cho họ. Bây giờ có đưa móng mắt hay gì do đó vào thì chúng ta cũng nhấp vào đường link đó, chúng ta đưa tiền cho họ. Và như vậy là nguy cơ là khác, mà cách giải quyết của ngân hàng nhà nước là khác, rồi lại phát sinh ra đủ thứ phiền toái cho người dân và cho phía ngân hàng nữa, mà nhà báo Võ Đức Phúc đã phân tích rồi. Và cho nên chúng tôi đề nghị hủy quyết định 2345, bởi vì nó không giải quyết được nguy cơ mà nó làm tăng thêm sự phiền hà. Ở đây ngân hàng nhà nước cần nên khuyến cáo các ngân hàng cần chuyên nghiệp hơn trong bảo mật bằng công nghệ và trong quan hệ với khách hàng, để lúc nào khách hàng cũng chỉ dẫn hướng dẫn khách hàng, cảnh báo cần thiết. Và quan trọng hơn nữa, ngân hàng nhà nước nên tự soi mình bịt các lỗ hổng của chính mình gây ra. Ví dụ như các vụ án gần đây, đặc biệt là vụ án Trương Mỹ Lan, thưa các anh chị, hơn là đi giải quyết những vụ việc rất lộn dụng mà trật lất, tức là nguy cơ là mà là đưa giải quyết cho vụ BC nào đó, hoàn toàn không đúng, thưa các anh chị. Rất mong các anh chị để lại ý kiến của các anh chị về vấn đề này như thế nào, thưa các anh chị. Cảm ơn.